Quý vị cục thuế Hà Nội đã chính thức triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax thay thế cho các hệ thống cũ đang cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax không chỉ đáp ứng hoàn toàn các chức năng của hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử cũ mà còn bổ sung thêm nhiều tính năng mới thuận tiện hơn cho người nộp thuế. Khi sử dụng eTax thì người nộp thuế có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây. Và nhờ đó thì người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ và nghĩa vụ thuế. Trên hệ thống mới này thì người nộp thuế còn có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp. Và đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn thì ngoài một tài khoản chính của mỗi một mã số thuế thì doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như là giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo và linh hoạt.